cặp đôi bí ẩn thứ hai đã lộ diện với những nỗi bất an và những cơn sóng ngầm trong lòng. Liệu những hành động của Nhật dành cho Đan đang chỉ là muốn che đậy thân phận hay còn điều gì khác nữa? Phong vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho Thảo mà không hề biết rằng cô là cặp đôi bí ẩn. Cuối cùng, những tranh cãi không đáng có của Josh và Nhi đang khiến cặp đôi này bước vào giai đoạn khó khăn. Liệu họ có vượt qua được thử thách tình yêu này? Trời đã về khuya, các thành viên cùng nhau quây quần và cũng là để xem lại thành quả về hai sản phẩm video giờ, clip mà mình đã làm xong trước rồi mình đó. Cứ chấm điểm, bên kia từ từ chấm điểm từ 1 tới 10. Muốn chấm bao nhiêu điểm thì chấm. Bên đây cũng vậy, nhưng mà chấm thật lòng thôi. Mở nhỏ lên người ta coi, người ta vừa đủ nghe rồi. Người ta vừa đủ nghe rồi, không cần mở lớn gì đâu. Rồi. Nào bắn súng ghê vậy. Quên được. Đây là cái nơi lần đầu em gặp anh. Cảm ơn Tương Bảo nào đó đã đưa anh đến với em. Nhưng em thì có một điều rất là bất ngờ dành cho anh. Cho anh hả? Dạ em. Dạ. Bình tĩnh đi, đưa tay đây. Đưa tay. Tay kia kìa. Em có thai rồi. Bản thân em còn không dám nghe luôn. Em muốn là con trai hay con gái? Con gì em cũng nuôi hết á. Hứa đi. Hứa. Thôi trời ơi. Trời ơi. Em tìm thấy chưa? Tìm những bãi biển gần đó nữa. Chị hả? Đang ở cái làng chài gần nơi mà ảnh mất tích nè. Chị vẫn đang tìm. Nhưng mà chị nghĩ là 2 năm rồi thì mình vẫn còn có cơ hội chứ em. Nhật và Đan diễn xuất rất ăn ý và khiến cho ai đó cảm thấy không vui. Rồi chị sẽ gọi lại cho em sau. Em là vợ anh nè. Chị có nhầm người không chị? Đây là chồng tôi mà. Chị đã tìm anh ấy 2 năm rồi. Xin lỗi. Chắc cô nhìn lầm người à. Em là vợ anh nè. Đâu ra con xong nữa kìa. Giê-xu. Đang tính gì mà làm với Giê-xu? Giê-xu để sao đi. Đang cãi lộn. Sao tờ rồi? Không tờ chút gì. Em ơi không mua đâu em. Em đi giùm chị nha. Nhục phải sợ đi chứ. Vẫn còn khỏe mạnh quá nè. Ủa còn nguyên si, nguyên hàng, nguyên kiện luôn. Có chồng em mà chị. Chồng tôi. Ủa chị nói cái gì? Chúng mình có người đàn ông đây là chồng chị. Tôi có giấy đăng ký kết hôn. Cô có không? Tôi có con với anh ấy rồi, cô có không? Cuối cùng thì anh cũng đã có được một đứa con như anh mong muốn rồi đó. Cái anh muốn, anh muốn sống đàng hoàng, theo đúng như gia đình như anh muốn. Cùng với em. Tại sao? Chú nghe em cứ làm. Làm mà làm. Tiền mua được hạnh phúc không? Khúc xạ số lại cho nước luôn theo cái lộn đó. Tốt chưa? Ủa giấy số sai giấy sợ. Nhưng mà tiền có thể chăm lo cho cuộc sống. Rồi đi. Không cần không giấy số. Giúp trả tiền sao? Đi lấy đi. Quỷ nhà giấy số. Đúng cái này cũng đúng luôn đó. Sao anh không nói nữa vậy? Anh muốn quên đi cái con người đó của anh. Anh muốn đi quên đi cái quá khứ đó.
Đó là kiếm tên. Vậy kiếm tên. Quá khứ, kiểu quá khứ. Được rồi. Thì nên sống luôn. Em ở lại đây đi. Em sẽ chiếc tài sản của mình gửi cho anh một phần để chăm lo cuộc sống của cô ấy và đứa con. Bảo trọng. Chiều nay mình chút đi đâu khác. Điều dễ sợ. Giơ tay mọi người. Công sức của nhóm em đó. Các bạn sâu sắc. Sâu lắm luôn. Có âm thanh hơi yếu. Rồi nè, con đi. Anh ơi ở lại chi vô nhi. Thấy bạn Nhi là người rồi không cần nói nhiều. Con đi. Đó, ghê chưa? You're just holding the umbrella. Thời gian không có hạn. Ta mới chiếu được có nữa à. Còn nữa là chưa làm xong. Chưa làm xong hay là chưa làm quay rồi hay là không quay, chưa quay, chưa quay. Ôi vậy hả? Vậy là bên đây thắng rồi, tự nhiên chiếu đưa cái video chưa làm hết. Rất nhiều dòng chưa có vô nữa. Nhưng mà anh chỉ là bấy giờ số. Và sau đó là màn dẫn cá chém thớt vu vơ. Anh chàng Phát là người bị lôi vào cuộc. Kia đi, ừ, cho nó sợ, cho vậy cho nó xong mất sụt rồi. Tại lúc anh làm xong rồi, cái anh tưởng xong rồi anh xóa luôn. Thì vẫn coi video đi. Giờ không kiếm sụt ra được nữa, giờ làm lại. Ừ, thôi kệ đi. Nội bộ lục lục mọi người ơi. Đâu lục bục. Chú này mọi người chào cái đứa nào cũng theo rồi. Cái đoạn này cô nó hơi bị cực một xíu. Cái xưa không có được. Thầy chị lo chụp cái đoạn mà bị sức rồi. Không bị sức chị lưu được được. Nhưng mà những cái từ như vậy á. Có phải chăm lo với cuộc sống. Bỏ không được đâu nha. Lựa cái clip nào không có bỏ được đâu. Anh nói thẳng luôn á, bỏ không được. Nói chung tại chiều anh làm xong không ai ngồi gần anh làm hết. Có mình anh làm. Chứ nếu biết nói trước, anh nói thiệt, sớm cái một. Lúc đó là mọi người đang bận nấu ăn anh à? Thì đó, em ngồi em bắt điện thoại em gọi, anh ngồi đó, anh sợ chỉnh việc sub em cũng đưa cho em coi rồi đó. Chứ không phải anh không đưa em coi đâu. Anh thật sự nói thẳng với em á, đối với anh sửa là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà tại vì một mình anh làm, nên đâm ra anh muốn là cũng đưa cho mọi người coi, anh đưa cho em coi đàng hoàng. Đúng không? Anh việc sub cũng đưa cho em coi, đưa cho bé Nhi coi, đưa cho thằng Josh coi. Chứ không phải anh giấu đến khi cuối cùng kết quả final đâu, anh mới đưa đâu, đúng không? Bây giờ nói anh làm xong hết trơn rồi. Nhưng bây giờ nói anh là bị sức như vậy được. Anh không làm được, anh nói thiệt.
Tại vì em nghĩ là ở giữa hai người có sự hiểu lầm, em đứng ở giữa. Thì em muốn giải thích cho hai người hiểu để mà mình bớt cái sự xích mích đó đi. Đó là bạn Thảo không hiểu là khi mà một cái shop, một cái video mình đã làm ra rồi á thì mình không có lấy được cái chữ ra. Bạn hiểu không? Tại vì bạn Thảo cũng không có rành về những cái editing đó. Còn đấy anh á thì anh nghĩ là bạn Thảo hơi khắt khe một tí, là bạn Thảo cứ nghĩ là anh có thể xóa được cái chữ đó. Nhưng mà thật ra là cái clip đó tại vì có lẽ là bạn Thảo không bao giờ rành về với những cái vụ mà edit video này kia, là khi mà mình đã bỏ shop vô rồi thì mình không thể nào lấy ra được. Bây giờ em mới hiểu là tại sao anh cắt cái phần cuối ra đi, là tại vì mình không có lấy chữ ra được nữa. Đúng rồi, không lấy chữ ra. Đúng không? Đó. Bạn Thảo thì không có hiểu vấn đề đó. Đó, bởi vậy khổ vậy. Còn cái ý kiến của bạn là chỉ là tại vì trong đó có những cái từ ngữ là mình không có nên bỏ vào. Thì lỗi là cũng do em, là chiều anh đưa em coi, nhưng mà em không có đọc cái mấy cái shop đó kịp, em không có đọc kỹ. Chứ mà là nếu mà chị em đọc kỹ á, khi em thấy những cái từ đó thì em cũng nhờ anh sửa lại rồi. Cho nên là tụi em thật sự là cảm ơn anh đã dành rất là nhiều thời gian để mà làm cái video đó. Thì có một sự hiểu lầm thôi, mong anh đừng có giận. Là bạn Thảo cũng không có ý gì xấu đâu. Thì anh cũng đâu có ý gì xấu. Dạ. Thì chẳng qua thì anh cứ cố gắng anh giải thích thôi. Nói chung là mọi người có hiểu lầm rồi, bỏ qua đi. Rồi. Để thay đổi bầu không khí, các thành viên cùng nhau chơi trò nói thật. Mình chơi quay đi nha. Quay chúng ai á, này gọi là truth or dare phải không? Truth or dare bạn hiểu không? Là thí dụ chúng ai thì người đó có quyền chọn là nói thật hoặc là thử thách. Mà thử thách là cái người kia thử thách cái người đó là làm cái gì đó. Ok rồi. Đi nâng nữa đi. Đó. Ok. So I have a question. You pick. Do you want a dare or truth? Okay, truth. Truth thì hỏi. Tại sao mình như giận á hả? Tại sao giận? He asked why she mad. Và vì sao Nhi giận vẫn đang là chủ đề tò mò của các chàng trai. She's mad because I asked if anyone else wanted water. Nhi giận là tại vì Josh hỏi mọi người có muốn uống nước hay không. Đơn giản là vậy. Vậy thôi. Đó là câu trả lời thật luôn á. Láo vậy? Không, phải. Cái gì cũng có lý do của nó. Phan là phán xét một cái việc gì đó ha. Có lý do. Go ahead bro. Spin? Yeah. Hai. Cái gì? Câu hỏi là thử thách. Chúng ta đẹp. Sao mà đè bẹp lẫn nhau vậy? Kè. Chọn đi, thử thách hay là câu hỏi? Câu hỏi. Question. Question? Yeah. How many boyfriends have you had? Em có bao nhiêu người yêu cũ rồi? Một. One. Yep. You're the second one, buddy. Ai nói gió là cà hó nha. Đang. Câu hỏi hay là thử thách? Câu hỏi. Đây ai cũng sợ thử thách thì sao, toàn câu hỏi không? Nhẹ nhàng qua đường tay nha. Em có một cảm tình với ai đâu mà lớp xa rồi. Burger. Nếu mà cơ vận hoặc là bon. Quá khứ gì hiện tại thì chưa, tương lai thì chưa biết. Có nghĩa là giờ thì trong thời gian vừa rồi thì chưa. Ok. Nó là không. Nhiều chuyện. Gì? Câu hỏi hay trả lời? Luôn câu hỏi hay thử thách? Câu hỏi. Em có thể hôn chót một cái được không? Đâu câu hỏi mà cái phải thử thách đâu. Ôi vậy thôi em chọn thử thách. Muốn không? Lại làm đi em. Chơi đi em. Trời ơi nó gây dễ sợ. Chơi. Josh và Nhi đã làm lành và cặp đôi lại chỉ sống trong thế giới của riêng mình mà không quan tâm lắm đến mọi người xung quanh. I just sit here. Not good. On the lips. Kiss on the lips. Ông này còn không tém lại luôn. Phải đòi hôn môi mới chịu. Ok, tôi đang được rồi. Chúc. Chúc. Ây à. Em nghĩ gì về anh của mày? Anh của mày hả? Chuyện tình cảm. Cá nhân em thì thấy là của mày, nếu như mà thực sự anh này thương ai á, anh sẽ thương thật lòng và rất là chân thành. Anh của mi thì mới nhìn thì mình thấy có vẻ kiểu... Trời ơi, người ta khóc rồi kìa. Của mi thì mình nhìn có vẻ kiểu bay bay đang ở đâu đâu, không có ở thế giới này á. Nhưng mà thực ra là anh của mi rất là biết cách, rất là biết cách quan tâm đến người khác. Và em nghĩ là nếu như mà người nào mà dating với của mi thì sẽ là một cô gái
sẽ vui vẻ cả ngày. May mắn phải không? Một cái may mắn. Chưa chắc. May mắn thì chưa chắc. À. Nhưng mà vui vẻ thì có thể. Vui cả ngày luôn. Ừ. Kiểu điên á. Giờ ai nào anh em ơi. Quay lại nào. Anh em ơi. Phòng. Anh ở đó phòng. Chị em nè. Mong chờ lắm á. Chị em nè. Mong chờ hết nè. Chị phải để cho thật ra là chị dựa chị với Phong không cần gì để giấu nữa. Trời ơi. Ồ. Khách đi. Hai thôi em chọn trả lời đi. Trả lời đi vui. Phong chọn chứ tự nhiên em gợi ý gì vậy? Không, true. Hả? Để nó hỏi. Em, nếu em thích một người thì biểu hiện của em như thế nào? Ôi trời ơi. Bài tới 888. Con gì? Giờ em thích một người em cứ em nói với người đó em thích người đó luôn á. Nhưng mà chậm chậm chứ không phải nhào vô nói liền. Giống như khen người ta. Nhưng mà em có ngại không? Em có mắc cỡ không? Em phải là một con cỡ không? Thẳng thắn. Rất là mắc cỡ. Rất là mắc cỡ. Nhưng nói vẫn nói. À. Tại vì cái mắc cỡ đó là cái chân thành. À. Nếu mà mình thật sự thích người đó thì mình mới mắc cỡ. Thôi nó mâu thuẫn của em ơi. Đúng không? Không, nó là lập luận. Đúng không? Đúng không? Phong. Đó là câu hỏi của Phong đó chị. Để Phong trả lời. Hay không? Thôi em trả lời lại, mình vẫn chưa hiểu em ơi. Ủa chưa được hả? Ừ chưa được anh ơi, trả lời lại đi, em không hiểu gì hết, nãy giờ em cũng không nghe. Cố tình hại não đó. Lại đi. Thì em sẽ nói người đó hả? Em thích là em nói hả? Thích là nói hả? Đơn giản hả? Không, biểu hiện của em mà. Cái biểu hiện của em ta có hành động nói gì đâu. Hành động á. À. Biểu hiện thích. Ghẻ. Dạ em chỉ muốn cho mọi người biết thôi. Biểu hiện á là thôi chị. Là ví dụ như là cái cách em đối xử với người đó hàng ngày như thế nào, mỗi lần gặp mặt như thế nào. Ừ. Đầu anh đầu. Ghê vậy trời. Ghê vậy cưng vậy. Cái gì vậy? Em không biết nữa, thật sự là lâu quá mà không có cảm giác mà như là thích thật sự mà thích mà đi tới sâu để mà có những cái biểu cảm đó lâu lắm rồi, 2-3 năm luôn. Chị cảm thấy ai là người quyến rũ nhất? Dạ con trai. Con trai đừng có nhìn tôi. Con trai hay người quá đi đâu vậy, đây sợ hãi thiệt sự. Ừ chắc là anh theo này. Và cuối cùng, Nhi là người khơi dậy câu chuyện vốn đang là cái ung trong mối quan hệ của các thành viên nữ. Cho đến thời điểm này 5 ngày, chị đồng hành với lại team nữ tụi em thì chị có gì không vui hoặc là không hài lòng với team nữ này không? Thì thực ra thì do là chị tham gia sau thì lúc mà bốn bạn là tới trước rồi và chị vào thì cái ngày đầu tiên thì không nói chuyện nhiều với mọi người. Thực ra đầu tiên thì cũng có cảm giác như là mọi người đã thân với nhau luôn rồi, mặc dù là mới có một ngày thôi mà không nghĩ là mọi người lại thân với nhau đến như vậy. Nên là lúc sống não nên là lúc vào thì cũng hơi bất ngờ, mà mình lúc đó thì hơi mệt nên là không nói chuyện nhiều, hay là mà mọi người thân quá rồi nên cũng không biết bắt nhịp với mọi người như thế nào. Thực ra ấn tượng ban đầu thì là mọi người đều ai cũng hài lòng hết. Thì cái đến ngày thứ hai, thì là cũng có nói chuyện nhiều nhưng mà không phải là với tất cả mọi người. Thì cũng vẫn có một vài thành viên là dạng như là cũng chưa có cơ hội để nói chuyện, chia sẻ nhiều. Đến ngày thứ ba thì cảm giác như là cũng thân hơn được một xíu. Thực tế thì cho đến ngày hôm qua thì bắt đầu có cảm thấy một xíu là hơi xa cách một xíu, nghĩa là bất đồng. Không phải gọi là bất đồng, không có gì gọi là bất đồng ở đây cả, mà kiểu giống như mọi người nói chuyện gì đó em không có biết được mọi người đang nói chuyện gì và em không thể nhập cuộc cho được. Là em cảm giác em hơi lẻ loi một chút xíu. À đúng rồi. Kiểu giống như là không phải là có bất đồng. Ừ, chỉ là hơi lẻ loi thôi. Đúng rồi. Mọi người vẫn quan tâm nhau mà, chăm sóc ăn uống đồ này kia nọ, cơ bản là những cái câu chuyện xàm của tụi em. Cái độ xàm nó nhẹ hơn, nó không vô được. Tại vì đội gì đó. Em cảm giác như bốn bạn ở đây thì kiểu như là rất là thẳng tính. Còn em ví dụ như là có những cái gì mà không ấy thì em cũng ít khi nói ra. Thì có thể có cái đó không hợp với mọi người.
Cảm ơn em chia sẻ. Cái đó nó cũng giúp mọi người sẽ hiểu em hơn và có thể giúp mà những ngày tới tụi mình sẽ gắn bó hơn. Ở gì? Không gì hết. Tim không nói chuyện với được chị nhiều nên là không hiểu được chị ý chị như thế nào và như thế nào để Tim biết được Tim hòa nhập với chị hơn. Vậy thôi. Tại vì lúc mà mới đầu mới vô thì em cũng đâu có ai biết ai đâu. Nhưng mà em tự chủ động hoặc là người này người kia chủ động với nhau, nói chuyện với nhau thì sẽ hòa hợp thôi. Nên là tại chơi chung Tim mà, mình phải hòa hợp với nhau thì mình mới nói chuyện được với nhau thôi. Kiểu như vậy nè, ví dụ như là tính em cảm thấy mọi người như vậy, ví dụ như là có một vấn đề gì đó mọi người sẽ nói thẳng ra luôn, là mọi người vẫn thể hiện ra. Nhưng mà em thì là kiểu như là nếu mà mọi người ai làm một cái gì đó mà em cảm thấy quá đáng hoặc là hơi thì em cũng ít khi em phản ứng lại. Em sẽ bị luôn chuyện đó mà không có gì to tát thì em cũng bỏ qua luôn, em cũng không có nói lại. Em ở trong phòng với mọi người em cũng biết tụi chị chẳng bao giờ giấu nhau cái gì, đúng không? Mình ở một phòng ba người, bọn chị nói xấu cả thiên hạ trong đó, em nghe hết, đúng không? Cho nên là chị nghĩ rằng là cái việc mà em có thể bắt nhịp được hay không á, nó phụ thuộc vào bản thân em rồi. Tại vì bọn chị không hề giấu giếm gì với em cả. Ê, nói nghe nè, thiệt luôn, em bị giám mị rồi, bắt nhịp cũng kịp, vô sao bắt nhịp sao kịp. Với lại thực ra thì giữa một cái tập thể mình muốn hòa nhập với người khác á, nó không phải là về vấn đề tính cách nữa, mà chị nghĩ là nó thuộc vào sự tinh tế của bản thân mình đó. Mình biết là thời điểm nào mình nói cái gì và xuất hiện ở đâu là phù hợp. Chị nghĩ thế. Những người mà vô sâu á khó bắt nhịp lắm. Thì đó là những chuyện giống vậy, thì mình giống như chị vô tới ngày một ngày rưỡi lận rồi, mình gặp nhau mình giỡn mình thân nhau, chị vô chị bị khớp liền. Buổi tối đáng lẽ ra rất vui vẻ lại trở nên căng thẳng khi các thành viên được nói hết những điều mà mình đang thấy khúc mắc. Và hành động bảo vệ Thảo của Phong đã khiến cho Trúc cảm thấy không vui. Thì cái ngày đầu tiên Thảo vào thì Thảo nói là bởi vì Thảo mệt nên Thảo không muốn nói chuyện với ai. Thì bọn mình đồng ý và cho Thảo một ngày để nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau thì bản thân Trúc cũng là một người kết nối và là một người chị thì cũng đã cố gắng để tạo không khí trong phòng và kết nối Thảo với mọi người bằng cách là lôi Thảo vào những câu chuyện của cả nhóm. Và bọn mình ở chung trong một phòng thì bọn mình chẳng có cái gì giấu nhau được hết. Tất cả những câu chuyện mà bốn người bọn mình nói thì đều nói cho Thảo nghe. Nhưng mà cái thái độ của Thảo lúc đó là Thảo không muốn nghe. Mọi người thích nói gì thì nói nhưng Thảo không quan tâm đến. Cái thứ hai là bọn mình không hiểu sao mà đến cuối cùng thì cái tất cả những cái sự cố gắng của bọn mình để mà đưa Thảo vào trong các bạn nữ, đưa Thảo hòa nhập vào thì Thảo lại đẩy ra hết, Thảo chối bỏ hết tất cả. Và đến cuối cùng khi mà thể hiện ra bên ngoài thì giống như là bọn mình là người cô lập Thảo. Sau đêm nói thật, Thảo dường như đã trút bỏ được những áp lực đã dồn nén mấy ngày qua, sáng nay đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Này bên này nó có vị đắng. Thử không? Nặng lắm. Cái mùi nó áp đảo quá kiểu. Ra cho mọi người thử. Đây đưa hay không? Thử đi. Giống, nó giống lắm. Giống bên này, nhưng mà nhiều và hơi hơn. Tuy nhiên với Trúc thì mọi chuyện lại trở nên xấu hơn rất nhiều. Thực sự chị cũng chả biết phải làm như thế nào. Bản thân chị đây chị còn không biết phải giải quyết cái mối này như thế nào. Làm sao mà nó làm được. Cãi chúng nó đi. Thì chưa nghe nói chuyện được rồi. Sự gây gắt của Trúc dành cho Thảo đơn thuần chỉ là mâu thuẫn giữa các bạn nữ hay còn lý do nào khác nữa. Bình thường giữ xa, giữ thái độ xa cách. Phong nó cũng là bạn chơi chung nhóm thôi chứ không phải em ấy út thuộc dòng họ hay thịt gì bột gà của mình đó. Thì bởi thì nó có ý thức sự việc đó là tại sao bốn nó tại như vậy. Không có vấn đề gì chứ phải phải như mình chị á. Không một mình em thì mọi việc nó sẽ khác. Khi Phong đột ngột trở nên thân thiết với Thảo và hơi bỏ rơi người chị gái của mình. Mình đi ngồi nói chuyện. Dạ. Người ta nhìn người ta biết.
Tôi biết đang nói chuyện gì liền. Bởi vì chỉ có không có nghe được những câu chuyện thì nhìn á mới đoán em lùm giống vậy. Nghe những câu chuyện cái là thấy nó thú vị liền. Nhưng mà hãy đại đấy còn nhiều cái thú vị lắm. Thấy không, đang vui luôn. Bây giờ hả, giờ mặt đứa nào cũng một đống. Nhưng mà tại nó nghĩ á là tụi mình có ai làm gì đó hả? Tại chúng ta không phải là làm cái gì bây giờ là tao mới làm nó nè. Đúng rồi, em thấy hôm qua bình thường mà. Sao hôm nay căng gì? Tối cái gì? Nghe hay tối nghe ai nói cái gì đúng không? Không, chị là vậy. Chị có bao giờ giống vậy? Chị gì? Chị có bao giờ giống như vậy không? Giống ai? Ừ? Giống cái gì? Này giống... Giống vậy. Giống vậy là sao? Cái vấn đề là chị không đau gì cả. Chị đang cảm thấy rất bực mình. Bởi vì hai tụi nó mà làm nguyên đám banh hết thôi không? Một đám luôn cả hen. Em thấy kể cả bọn con trai, kể cả Henry, nó không, tại em không có để ý, em là người không có để ý mọi thứ. Chị em cứ hỏi như thế chị biết trả lời em sao? Em phải để ý. Bọn con trai nó cũng thấy không, nó cũng lo. Đâu còn vui, đâu còn giỡn được mấy bữa nữa. Các thành viên đang chuẩn bị rời đảo để kết thúc những ngày cuối cùng của hành trình. Trong khi Josh và Nhi vừa lam lanh thì Nhật, Thảo lại xuất hiện vết rạn nứt. Phong vẫn dành cho Thảo sự quan tâm đặc biệt, dù cho Trúc đang cảm thấy không vui vì điều đó. Nhật vẫn đang tiếp cận Đan để che giấu đi thân phận của mình. Tuy nhiên, sự thân mật thái quá của anh chàng liệu có vì một lý do nào khác? Mời quý vị đón xem vào tuần sau. Điều gì sẽ đến mỗi sớm mai.